Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với Hạn Độ Computer. Nếu như chiếc RTX 2060 nó được ra mắt vào năm 2018 thì chắc chắn mình sẽ lựa chọn nó là MVP của năm chứ không phải là SSD. Bởi vì ngay lúc Nvidia ra mắt chiếc RTX 2060, họ cũng đã khẳng định rằng là hiệu năng của nó sẽ tốt hơn một chiếc GTX 1070 Ti, mà mức giá thì còn chưa bằng một chiếc GTX 1070 nhá. Mặc dù là công nghệ RTX, công nghệ Ray Tracing ý, thì nó còn chưa có quá là nhiều đất dụng võ, nhưng mà với một hiệu năng như vậy thì nó cũng đã rất đáng để các bạn lựa chọn rồi. Và trên tay của mình đây là một chiếc Asus ROG Strix RTX 2060. Có một điểm đặc biệt hơn ấy, đấy chính là mức giá của nó quá là tốt với các bạn, đấy chính là nó chỉ khoảng 12 triệu thôi. Và kể cả với những phiên bản thấp cấp hơn một chút như là bản Turbo hay là bản Dual ấy, thì nó cũng chỉ có giá của tầm từ 10 đến 11 triệu. Đây là một mức giá cực kỳ tốt cho các bạn. Và ngay từ lúc mà mình nhận được sản phẩm thì điều đầu tiên mà mình nhận thấy đấy chính là tại sao một RTX 2060 ROG Strix nó lại giống với chiếc GTX 1080 Ti đến như thế. Và nếu như các bạn để hai chiếc VGA này cạnh nhau thì các bạn có thể thấy đấy chính là Asus đã bê nguyên xi ít nhất là phần tản nhiệt từ GTX 1080 Ti sang bên chiếc RTX 2060 ROG Strix. Và mình có một chiếc GTX 1080 Ti Strix ở đây, và các bạn có thể chắc chắn điều mình nói đấy chính là các bạn rất khó để phân biệt được đâu là RTX 2060 và đâu là GTX 1080 Ti, đúng không? Nhưng nhắc lại một chút về mặt thiết kế của RTX 2060 thì nó được sử dụng là 3 quạt 9cm, và sau khi mà cạc đọa các bạn đạt đến 60 độ nhá thì nó mới bắt đầu quay. Đấy chính là công nghệ không decibel của Asus, và độ dày của nó là 2,5 slot, chiều dài là khoảng 30cm. Với chiều dài như thế này thì nó sẽ tương thích tốt với hầu hết các cây gaming hiện tại, nếu mà các bạn chơi tản nhiệt Oneone hay là tản khí. Còn nếu mà các bạn chơi tản nhiệt custom thì nên đổi qua những mẫu vỏ có mức giá từ 2 đến 3 triệu đổ lên để nó có đủ không gian để gắn bơm nước các thứ. Và đèn LED được xuất hiện một chút ở mặt trước, và rõ nhất đấy chính là ở phần logo Asus ROG ở phần backplate. Các bạn có thể thiết lập nó màu sắc, độ sáng, hiệu ứng các thứ qua phần mềm Asus Aura Sync. Và do sử dụng đèn LED là 12V RGB thường, thế nên những chế độ sáng cầu vồng đẹp mắt các thứ ấy thì chắc chắn nó sẽ không xuất hiện đâu. Và việc tháo dỡ chiếc Asus ROG Strix RTX 2060 này nó cũng khá là dễ, khi mà các bạn chỉ cần tháo 6 con ốc ở mặt sau và đi sâu hơn vào tản nhiệt thì mình có thể so sánh trực tiếp với cả đàn anh của nó là GTX 1080 Ti. Thì điều làm mình bất ngờ nhất ở đây đấy chính là nó không chỉ có phần vỏ là nó giống nhau đâu, mà phần ruột tản nhiệt của nó cũng nguyên xi luôn. Tức là các bạn đang sở hữu một chiếc VGA có trị giá là khoảng 12 triệu, nhưng mà tản nhiệt của nó lại được lắp ở trên một mẫu VGA có mức giá là 25 triệu. Nó vẫn sẽ là 6 ống đồng dẫn nhiệt từ tấm baseplate, nó ra hai khu vực được tản nhiệt bằng các lá nhôm. Hiệu năng tản nhiệt của nó chắc là không cần phải bàn cãi gì nhiều, bởi vì GTX 1080 Ti nó được đánh giá là mẫu GTX 1080 Ti có hiệu năng tản nhiệt khí tốt nhất. Và nếu như nó được bích lên chiếc RTX 2060 ấy thì đương nhiên nó cũng sẽ tốt theo mà thôi. GPU của nó được sử dụng ấy là TU106-200A, và xung quanh nó là 8 chip RAM của Micron D9WCW, được thiết kế để chạy với xung nhịp là 1750MHz. Ở khu vực cấp điện, các bạn sẽ có bao gồm là 10 phê điện, tương tự như là chiếc GTX 1080 Ti. Và nó cũng khá dễ hiểu khi mà Asus trang bị cho chiếc RTX 2060 tới là hai đầu cấp nguồn, một đầu là 6 pin và một đầu là 8 pin. Nó cấp tới tối đa là 300W, tức là nó gần gấp đôi con số mà Nvidia đã công bố TDP của chiếc RTX 2060. Điều này nó sẽ hứa hẹn một khả năng ép xung cực kỳ tốt của siêu chim cú này. Vì là phiên bản cao cấp nhất, thế nên là ở khu vực rìa của board các bạn sẽ có một đầu cấp nguồn LED 12V RGB Aura Sync để kết nối với cả những thiết bị có LED RGB khác, tạo ra các bạn một sự đồng bộ. Cùng với đó, các bạn sẽ có hai đầu cấp nguồn cho quạt, nó sẽ có thể tự điều tốc theo nhiệt độ của GPU. Đến với thử nghiệm chơi game, đầu tiên với bài test là 3D Max Port Royal, nó vừa được ra mắt cực kỳ nặng để vắt kiệt sức bất kỳ một mẫu cạc đọa nào có công nghệ ray tracing mới của Nvidia. Thì chiếc RTX 2060 nó sẽ đạt được mức điểm là 3739 điểm. Nó có nghĩa là nó sẽ thua khoảng tầm là 20% so với cả RTX 2070. Còn với trong những tựa game thì sao? Ở đây mình đã thử qua với cả những tựa game không hỗ trợ công nghệ là ray tracing, bao gồm là Rise of Tomb Raider này, rồi Far Cry 5, rồi Final Fantasy 15. Thì kết quả đạt được đúng như những gì mà Nvidia đã công bố. Đấy là với chiếc RTX 2060 thì ít nhất nó là bằng hoặc là mạnh hơn chiếc GTX 1070 Ti. Và với những con số này, những con số như thế này, cộng với cả với giá bán lẻ của chiếc RTX 2060 nó đang ở một mức giá quá là tốt, thì tương lai của GTX 1070 hay là GTX 1070 Ti
là đang rất là chơi vơi. Vậy Ray Tracing thì sao? Thử nghiệm ở trong tựa game là Battlefield 5 thì ngay lập tức sau khi mà mình bật công nghệ là Ray Tracing lên ấy, thì nó đã nguồn thêm 1GB RAM cũng như là khoảng 35% số khung hình. Nhưng mà điểm tốt ở đây là các bạn hoàn toàn có thể chơi được là Ray Tracing mượt mà ở chế độ phân giải là Full HD với chiếc RTX 2060 này, ít nhất là ở trong tựa game là Battlefield 5. Nhưng Ray Tracing nó có thực sự là khác biệt hay là không? Thì như các bạn cũng có thể thấy ở đây, ngay trên màn hình của các bạn, đấy chính là quả thật hiệu ứng đổ bóng hay là những hiệu ứng ánh sáng, phản chiếu nước hay là mặt kim loại các thứ ấy, thì đúng là nó có làm tốt hơn. Nhưng mà chúng ta sẽ phải rất là chú ý thì mới có thể phân biệt được sự khác biệt này. Còn nếu ở trong một tựa game có nhịp độ chơi mạnh rồi là nhanh như là ở trong Battlefield ấy, thì mình chắc chắn là các bạn sẽ không có thời gian để soi ra những chi tiết này đâu. Và từ trước đến giờ mình vẫn luôn nhận xét để chính là Ray Tracing nó sẽ tốt hơn với những tựa game có tiết tấu chậm và chơi game để thưởng thức hình ảnh, ví dụ như là Shadow of Tomb Raider, chứ không dành cho những tựa game có nhịp độ nhanh và hỗn độn, ví dụ như là Battlefield. Với việc bê nguyên si hệ thống tản nhiệt từ chiếc GTX 1080 Ti sang ấy, thì nhiệt độ của ASUS ROG Strix RTX 2060 nó thực sự ấn tượng khi mà nó chỉ loanh quanh mức là 60 độ khi chơi game nặng, và quạt nó cũng chỉ quay là 1200 rpm, tức là khoảng tầm 35%, thế nên là nó sẽ cực kỳ êm ái. Và khi nó mát như vậy thì chắc chắn xung nhịp của GPU, xung nhịp của memory thì chắc chắn nó sẽ luôn giữ ổn định, và các bạn hãy yên tâm để thưởng thức những tựa game mà không sợ là quá nhiệt hay là giảm xung các thứ. Về mặt hiệu năng của RTX 2060 nói chung nhá, thì mình đánh giá nó là đúng với cả những gì mà Nvidia đã công bố, đấy là nó sẽ tương đương hoặc là cao hơn con GTX 1070 Ti. Với việc nó có hiệu năng cao như vậy nhá, nhưng mà về phân khúc giá nó cũng chỉ tương đương với cả GTX 1070 hay là GTX 1070 Ti, mà nó lại được trang bị thêm những công nghệ cực kỳ đỉnh, ví dụ như là Tensor Core rồi là Ray Tracing Core, thì nó thực sự đáng để các bạn lựa chọn, và nó là chiếc card đoạn RTX đáng để các bạn lựa chọn nhất, và mình thấy nó là thành công nhất từ trước đến nay của công nghệ là RTX. Và nếu như các bạn xét riêng chiếc ASUS ROG Strix RTX 2060 này nhá, thì với việc nó bê nguyên tản nhiệt từ chiếc GTX 1080 Ti xuống chiếc RTX 2060 ấy, thì mình có hai cảm xúc nó khá là trái chiều nhau. Thứ nhất là về cảm giác tích cực ấy, đây chính là hiệu năng tản nhiệt của nó quá tốt, bởi vì tản từ 1080 Ti mà đem xuống 2060 thì hiệu năng của nó tốt là chắc chắn rồi. Nhưng mà việc bê nguyên tản nhiệt đem xuống như vậy thì nó lại gây cho mình một cảm xúc nó tiêu cực hơn một chút, đấy chính là nó là công nghệ cũ, nó không được sử dụng những công nghệ mới của ASUS, ví dụ như là cánh quạt Acer là một ví dụ. Đấy, thì nó nếu mà bỏ qua cái vấn đề thiết kế cũ thì mình thấy là khi mà mình trong quá trình trải nghiệm con RTX 2060 ROG Strix này thì nó quá là đáng đồng tiền và gạo để các bạn mua 12 triệu nhé. Các bạn có tản nhiệt tốt, thiết kế đẹp, ở đây là RTX 2060 rồi có công nghệ các thứ thì mình không còn gì để chê nữa, bởi vì mức giá của nó quá là tốt rồi. Và nếu mà các bạn có một tầm giá thấp hơn ấy, và các bạn cũng không cần phải công nghệ, không cần phải đẹp, thì các bạn hoàn toàn có thể lựa chọn những bản như là bản Turbo hay là bản Duo, giá của nó sẽ rẻ hơn từ 1 cho đến 2 triệu. Và ý kiến của các bạn như nào thì hãy comment phía bên dưới nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.